David lý giải một số các cái thuật ngữ của CopyJ và an toàn trong cái thời gian vừa qua thì ekip đã phát triển cái quản trị rủi ro cho hệ thống. Thế thì đây là cái yếu tố quan trọng để mà đưa ra các cái giải đáp để làm sao cho những cái thắc mắc của quý khách hàng cũng như là hệ thống ekip nhân viên hiểu được vì sao có thể thì quản trị rủi ro. Thứ nhất ấy, là trong cái mô hình CopyJ, cái việc mà chúng tôi có cái tài khoản master, thuật ngữ tài khoản master và cái tài khoản copier, đúng không? Và cái tài khoản copier, đây là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy. Cái điều mà chúng ta nhìn thấy được các cái tài khoản master, tài khoản copier, nó là một cái bộ tứ trong cái hệ thống ekip CopyJ. Quan trọng nhất đó là trong cái quản trị rủi ro này là chúng ta phải phân bổ được các cái mô hình chơi an toàn nhất. Đây là chúng ta phân bổ được các mô hình chơi an toàn nhất. Trong cái master này, đúng không ạ? Chúng ta phải điều hướng định vị tài khoản nhỏ. Thì các cái ekip mà tài khoản master trước đây là tôi chủ yếu là quản lý quỹ, đưa ra các cái tài khoản lớn để cho mọi người có thể theo các điểm vào lệnh, cho vậy nó rất khó. Thế thì bản chất của copier lúc này bây giờ là đã có được phân quyền theo nhân, gọi là x theo volume. Thì trong thời gian vừa qua tôi cũng đấu cho một cái tài khoản của tôi. Ví dụ cái tài khoản này là deposit 3.400, deposit 3.400. Thì khi mà vào nhân đôi so với cái tài khoản 3.400 này, tài khoản 1.600, tài khoản 1.600, thì đây là gấp đôi khối lượng, thì đã đạt 10% rồi, 3.400, đúng không ạ? Thì tổng cái lượng lúc này lãi là 334, là 10%. Thì tài khoản này được đấu với cái tài khoản mà ông già đầu tư này, 1.200. Nhưng mà thực chất là mới rút 400 ra, đúng không? Tổng còn rút là 800 để cân đối. Thì hôm trước là tổng deposit nó rơi vào 1.500, thế 3.000, tầm hơn 3.000 thì là nhân đôi tài khoản. Do vậy tài khoản này đánh 0.01 thì tài khoản kia sẽ đánh 0.02, ví dụ như vậy. Thế thì trong vài ngày chúng tôi đưa ra các cái lý giải cho quý khách hàng. Cụ thể ở đây là tôi đấu với cái copy này ngày 22 tháng 6 vào lúc buổi chiều 22 tháng 6. Thì ngày hôm nay mới là 4 ngày thôi, coi như một tuần đi, 22, 6, 1, 2, 3, 4, 4 ngày thì đạt 10%. Dự kiến 4 tuần nó sẽ đạt vào khoảng 30-40%, thậm chí 50%. Và có những cái tài khoản tốt thì có thể đạt 100%. Thế nhưng trước đây là gì ạ? Là giao dịch những cái tài khoản lớn, cho nên cái tài khoản nhỏ nó bắt giá, chắc chắn là quý vị khách hàng bắt giá theo cái mô hình nó sẽ khó. Thì nay thì thay đổi cục diện thì đấu một cái tài khoản gấp đôi so với cái tài khoản hoa tiêu, lập tức lệnh nó đi gấp đôi đó. Gấp đôi, do vậy chúng ta sẽ nhìn thấy cái tỷ lệ đi lệnh, đúng không ạ? 0.14, đây là những cái lệnh tự phân bổ và đạt 10% với cái tỷ lệ 10% như thế này. Vậy thì khi mà tài khoản hoa tiêu chúng ta nhìn thấy, đúng không? Nếu trong trường hợp đấu vào cái tài khoản
600 đô này thì cái tài khoản 6.000 nó sẽ nhân 10. Nếu đấu vào cái tài khoản 1.000 này thì tài khoản 5.000 nó sẽ nhân 5. Đấu 1.100, 1.100 coi như là 1.000 đi, đúng không ạ? Sẽ rút cái phần lãi ra các cái tài khoản 1.000 này thì sẽ tỷ lệ theo cái mô típ là theo volume. Thế nhưng đợt tới thì chúng ta sẽ vẫn quản trị tài khoản 500 đô, đúng không ạ? 5.000 là nhân 10, nó sẽ rút lãi của cái tài khoản này, lãi được 144 đô. Thế vậy thì khi mà nhìn thấy được cái chúng ta sẽ nhìn thấy cái history, all history. Save as. Chúng ta sẽ nhìn cái tài khoản của hệ thống ông già đầu tư, đúng không ạ? Tổng cái lượng là đầu tư vào là 1.498, và ví dụ test cái tài khoản này. Trước đây các cái hoa tiêu là gì, đánh rất lâu rồi nhưng mà giao dịch cái tài khoản lớn. Thì nay cái team Azura và Japan và London, mấy cái team đấy họ sẽ test các cái mô hình mới cho cái tài khoản hoa tiêu vào cái tỷ lệ test cho 0,01 lập tức ở tài khoản kia, nó nhân lên tùy theo nhân 10 hay nhân 5 hay nhân 6 tùy theo volume. Thế nhưng mà chúng ta xem xét ở cái này là mùng 4 tháng 6, đúng không? Ví dụ mùng 4 tháng 6 đến ngày hôm nay nó rơi vào khoảng độ là 26 tháng 6, thì coi như một tháng đi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đạt được cái tỷ lệ profit là 511 đô. 511 đô. Tức là cái tỷ lệ nó rơi vào đây 1498 đó. Chúng ta sẽ có được cái tỷ lệ nó rơi vào khoảng độ 40%. 40%. Vậy thì từ cái tài khoản này được 40% thì các cái tài khoản kia nó đấu vào nó cũng được cái mô hình như vậy. Đó, tùy theo khối lượng. Tài khoản nào đấu sau thì sẽ được ít hơn, ví dụ cái tài khoản vừa nãy đó 40%, nhưng mà chúng tôi đấu cái tài khoản này là cái không phải là từ mùng 4 mà mới đấu mới được một tuần thôi. Do vậy được 10% tùy theo giai đoạn. Thế thì đặt ra câu hỏi là gì ạ? Những giai đoạn nào mà chúng ta có thể tiếp cận được với cái mô hình này thì chúng ta sẽ có được cái tỷ lệ an toàn. Tất nhiên chúng ta sẽ xem các cái mô hình sóng, đúng không ạ? Đã có con sóng là chúng ta đấu vào, đúng không ạ? Ví dụ với cặp UG lúc này chúng ta sẽ xem EU lúc này, đúng không ạ? Các cái tỷ lệ ví dụ ngày hôm nay các cái sóng vàng đúng không ạ? Hôm nay thì là phòng quản trị rủi ro họ đã dừng lại và họ đang chờ các cái thông tin để tổng kết. Hôm nay vàng biến động, đúng không ạ? Hôm nay mà vào thì chúng ta sẽ kiểm soát được. Và ngày thứ sáu thì thường xuyên là gì, họ sẽ nghỉ sớm để tổng kết một tuần giao dịch hiệu quả hay là không hiệu quả. Có những tuần cắt lỗ, đúng không ạ? Có những tuần thì họ chốt lời. Tuy nhiên cái tỷ lệ chốt lời của một tuần ấy, sao cho để cái tỷ lệ chốt lỗ nó sẽ phải nhỏ hơn cái tỷ lệ lời để cho khách hàng có cái sự an tâm trong cái vấn đề giao dịch. Thì đây là cái history, đúng không ạ? History profit là 511, đúng không ạ? Rút 800, đúng không ạ? Và hiện tại để là 1.200 để cho nó có cái tỷ lệ cao trong với các tài khoản lớn họ đấu vào. Vậy thì quay trở lại cái vấn đề điều hướng định vị tài khoản nhỏ và cái copy trade này, đúng không ạ? Copy trade này đưa ra một số các cái mô hình để cho chúng ta có thể copy trade này giúp cho các tài khoản có được cái tâm lý ổn định khi giao dịch mà không care về khối lượng. Nên càng những người mà hiểu được về cái mô hình này thì sẽ thấy được là cái copy nó an toàn như thế nào. Và từ cái việc này chúng ta sẽ vào cái nguyễnquanghoc.vn để hiểu được cái thực chất của các vấn đề đó là gì ạ? À?
quản trị rủi ro, đúng không? Đưa ra các mô hình quản trị rủi ro, quản trị rủi ro trong GFX. Đó là những cái mà chúng ta xem. Thế thì khi mà chúng ta có được cái ekip của CopyJ, đúng không ạ? Ekip của CopyJ thì chúng ta có được cái nhà đầu tư, có được cái nhà đầu tư, họ sẽ copy, họ copy từ cái tài khoản master có được cái từ cái tài khoản master có được tài khoản master và cái vấn đề ở đây, cái hệ thống copy chain này, đúng không ạ, cái vấn đề hệ thống copy chain này sẽ phải vận hành vận hành cái master này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy được hệ thống copy chain sẽ vận hành cái master bằng cách quản trị tất cả các cặp tiền không đổ vào một giỏ, đúng không ạ? Tức là không copy này sẽ không bỏ vào một giỏ, không dồn vào một giỏ, đúng không ạ? Các cặp tiền không dồn vào một giỏ. Đây là yếu tố rất quan trọng. Từ đó thì các nhân viên có cái lý giải, và tôi cũng nói rất là nhiều trong cái mô hình đầu tư gì .vn, tôi cũng lý giải rất là nhiều, đúng không ạ? Thứ nhất đó là tìm hiểu về cái bộ phận quản trị rủi ro trong GFX. Các quản lý quỹ thực chất đó là quản trị rủi ro, đúng không ạ? Với các pilot trader, đây là những cái yếu tố mà phát triển quỹ đưa ra các cái mô hình này. Quản trị rủi ro, đây là yếu tố rất quan trọng, đúng không ạ? Quản trị rủi ro là yếu tố rất quan trọng trong cái bộ phận của copy chain. Trong trường hợp mà không điều phối được cái vấn đề quản trị rủi ro này thì người ta gọi là chết chùm, người ta gọi là chết chùm, rất là nguy hiểm, chết chùm. Chết chùm. Và ngược lại, nếu trong trường hợp thắng thì người ta gọi là ăn cả làng, là ăn cả làng. Như vậy thì nếu trong trường hợp mà chúng ta hiểu được các cái vấn đề này thì cái copy chain nó phải có một bộ phận rủi ro, quản trị rủi ro, đúng không ạ? Quản trị rủi ro rất là mạnh. Đây là cái yếu tố mà để mà vận hành được nó thì chúng ta phải hiểu rất sâu về các tài khoản master, các tài khoản copier. Copier này thì sao ạ? Giúp cho các cái khách hàng, đúng không ạ? Phải giải thích cho khách hàng, giải thích khách hàng chi tiết về mối quan hệ của copy và master. Đây là yếu tố rất quan trọng để mà để giải thích rất chi tiết. Và từ đó thì sao ạ? Nhân viên là tiếp cận với lại đội copier, nhân viên. Đây là tiếp cận với đội copier, nhân viên là tiếp cận với đội copier. Cái điều mà chúng tôi thấy được rằng là họ phải giải thích chi tiết là về cái vấn đề cháy tài khoản. Mà copier chính là cái khách hàng. Khách hàng thì luôn luôn có những cái sự lựa chọn. Họ sẽ có những cái sự lựa chọn. Có sự lựa chọn. Họ sẽ có những sự lựa chọn. Lựa chọn bằng cách gì ạ? Thứ nhất, họ lựa chọn thông qua cái việc là tin
hay không tin. Đây là yếu tố rất quan trọng. Họ tin hay không tin. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái mô hình của copier với lại master này thì chúng ta bắt đầu là gì ạ? Định vị một cái câu hỏi rất là quan trọng ở đây. Đó là kiếm được bao nhiêu phần trăm đặt ra câu hỏi. Số phần trăm lợi nhuận. Đó, phần trăm lợi nhuận. Đó, đây là yếu tố quan trọng để chúng ta biết được phần trăm lợi nhuận. Đó, đặt ra câu hỏi là phần trăm lợi nhuận. Trong quản trị rủi ro này, nếu trong trường hợp cao quá, đúng không ạ, chúng ta mới thấy được là trường hợp mà cao quá, trường hợp mà cao quá, cao và thấp, đúng không ạ, về phần trăm đấy, lợi nhuận. Trường hợp phần trăm lợi nhuận mà cao quá hay là thấp quá. Có những người nói rằng là gì ạ, tôi đã đầu tư rất là nhiều rồi nhưng mà cái tỷ lệ là theo copy là rất là cao, như thế liệu có lừa đảo hay không? Hoặc là có những cái giai đoạn là gì ạ? Phần trăm lợi nhuận nó không đạt được, bởi vì sao ạ? Bởi vì copy thông qua cái master nó bị kém, trong lúc đấy nó bị stop loss thì sao ạ? Vậy vận hành của nó là gì ạ? Cái việc mà chúng ta thấy được cái việc vận hành mà đấu vào cái profit cũng như là đấu vào cái tỷ lệ, đúng không ạ? Có cái tỷ lệ trong vòng 10 ngày đạt 10%, đúng không ạ? Bình thường là chúng ta sẽ phấn đấu 1% một ngày, đúng không ạ? Tháng có 22 ngày là chúng ta sẽ đạt được 20% một tháng. Trong trường hợp thứ hai nữa là gì ạ? Phấn đấu 2% một ngày, giống như là các cái trò chơi money game mà bên đa cấp họ hay sử dụng, có 2% một ngày. Thế nhưng mà 2% một ngày để đạt được cái tỷ lệ đấy, nếu trong trường hợp thị trường nó thuận thì chúng ta có thể đạt được lên đến 40% một tháng. Nhưng cái tỷ lệ stop loss khi mà nó gặp phải nó có thể dính đến 20%. Do vậy 40% để trừ đi 20% stop loss để mình giữ được cái vị thế là 10 đến 20% cho cái việc là gì ạ? Ăn chia an toàn. Thì đấy là cái yếu tố quan trọng để mà chúng ta xem xét. Ở đây cái bảng tổng sắp để chúng ta xem. Vậy thì khi các tài khoản hoa tiêu của các cái thành viên họ quản lý, họ đưa ra các cái mô hình, đúng không ạ? Ví dụ cái keep compare đây, cái tài khoản này cũng được đấu, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem history, own history trong vòng thời gian, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem. Chúng tôi phải làm lại các cái dữ liệu, bởi vì sao? Bởi vì cái dữ liệu này phải làm lại, bởi vì trước đây sẽ tập trung chủ yếu các cái tài khoản lớn, đúng không ạ? Và cầm cái tài khoản lớn, không phân bổ để copy. Nếu tài khoản 100k mà nó copy với tài khoản 1k thì gấp 100 lần volume. Nó khá thú vị mà chỉ việc gì ạ? Điều hành. Thì trước đấy thì chúng tôi phân bổ có những cái tài khoản thì 500 đô, 1.000 đô và cái tài khoản này là 700 đô. Cái tỷ lệ gì ạ? 7.000 thì nhân 10. 14.000 thì nhân 20. Và bây giờ quản lý. Team Azura với team Japan Trader sẽ quản lý các cái tài khoản 1.000. Hà Nội Trader sẽ quản lý tài khoản 700. Và điều hành cái vấn đề tỷ lệ 0.01. Và đây là cái kết quả của việc lãi, đúng không ạ? Này lãi chỉ có bao nhiêu ạ? 10% là 70 đô. 20% là 140 đô. Cái này có như 25%. 25%, đúng không ạ? Cũng cùng với một cái tỷ lệ là rơi vào ngày mùng 6. 15, ngày 15, đúng không ạ? Ngày 15 tháng 6. Trong vòng 15, 25% trong vòng 15 thì là đến ngày hôm nay cũng khá là thú vị, đúng không ạ? Ngày 15 thì bây giờ mới có bao nhiêu ạ? 15 tháng 6 và 26 có chục ngày. Đạt cái tỷ lệ như này. Vấn đề là an toàn, cái ngày hôm nay là an toàn. 15 tháng 6. 15 tháng 6 đến 26 tức là cái tài khoản này cũng họ mới đấu mà. Đó. Do vậy là gì lại 25% trong vòng 10 ngày cũng là một cái ấn tượng, khá ấn tượng. Thì cái team này chúng tôi quản lý và tôi đưa ra rất nhiều các cái mã cốt để chúng tôi quản lý với 6 cái tín hiệu, đúng không ạ? 6 cái tín hiệu. Ở đây chúng ta sẽ đã có bao nhiêu ạ? 4 tín hiệu rồi, đúng không ạ?
Tôi delete tài khoản này đi. Rồi. Tài khoản này đúng không? 500 lên 610 cũng khá thú vị, 10% là 50 đồng. 20% 20% và 25% đúng không ạ? 25%. Tiếp compare ông già triệu đô, ông già đầu tư. Đúng không? Thế thì cái tỷ lệ này đúng không ạ, sẽ giúp cho chúng ta hiểu được và để giải thích vì sao. Tức là nó quan trọng nhất nó là gì ạ? Cái copy trade này nó rất quan trọng, nó quan trọng so với lại gì ạ? Quan trọng, rất quan trọng. Nhất là master điều hành. Quan trọng nhất là cái tài khoản điều hành master. Tài khoản này mà phải đánh tốt thì bắt đầu mới có uy tín, đúng không ạ? Tài khoản này đấy tốt đúng không ạ, có uy tín. Cái copy trade này gì ạ, cái team giao dịch, cái team đầu team team giao dịch tốt là cốt lõi. Cái team mà giao dịch mà kém là gì ạ, không bao giờ là điểm cốt lõi được đúng không ạ? Giao dịch tốt mới là cốt lõi. Team giao dịch tốt mới là cái cốt lõi. Vậy thì nhìn vào những cái sơ đồ này chúng ta mới thấy được là gì ạ? Cái tài khoản là quan trọng nhất. Thế là giao một cái tài khoản master mà là ô đỏ, nó là quan trọng nhất. Master này mà có vấn đề là gì ạ? Là chết. Master là có vấn đề là gọi là chết chùm. Ăn thì ăn cả làng. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ là quản trị rủi ro của cái master đấy luôn luôn là cái yêu cầu, và trên thế giới cũng như là Việt Nam cũng không không thiếu các trường hợp đúng không ạ, coi thường thị trường và quá tự tin vào các chiến lược. Là gì, các chiến lược nó chỉ đúng ở 1 tháng hoặc 2 tháng hoặc 3 tháng, nó không đúng mãi. Đúng mãi thì các ông giàu hết. Thế do vậy là gì ạ, trong lúc này đúng, 1 tháng này đúng, nhưng tháng sau chưa chắc đã đúng, cái tỷ lệ gồng đúng không ạ? Các vấn đề về bão giá đấy là quan trọng. Do vậy cái mục tiêu của quản trị rủi ro rất là quan trọng. Quản trị rủi ro này rất quan trọng, bởi vì các chiến lược nó đúng vào 1 tháng, nhưng cái tháng sau mà nó sai một phát là cũng chết toi. Thế do vậy là gì ạ, tôi cũng như là ekip phải luôn luôn phải đưa ra các giải pháp để quản trị nó. Thế nhưng mà copier ở đây chính là những khách hàng, liệu có quan trọng hay không? Rất quan trọng. Rất quan trọng. Các copier rất quan trọng. Nhưng mà các copier phải hiểu được cái hệ thống master ra sao. Copier này phải hiểu được hệ bộ phận quản trị rủi ro ra sao họ mới tin. Họ mới bảo rằng đây là làm ăn thật. Đúng không? Không không biết đánh thế nào là chết đúng không ạ? Có cái niềm tin, tin hay không tin. Họ thừa biết rằng là họ giao dịch như thế nào. Cái này nó rủi ro hay không, phải có những cái kinh nghiệm rất là nhiều đúng không ạ, chuyên gia trở thành chuyên gia, thầy trở thành thằng, ví dụ như vậy. Thế thì từ cái việc này mà chúng tôi mới có thể thấy được là cái tỷ lệ chết chùm hay là ăn cả làng nó rất quan trọng. Vậy thì bây giờ chúng ta mới hiểu được rằng là không phải một tín hiệu mà chúng ta thấy được, có những tín hiệu nó bị hỏng đúng không ạ, có những cái tín hiệu nó bị hỏng. Và một trong cái tín hiệu này nó bị hỏng thì các cái tài khoản đấu vào cái tài khoản hỏng đấy chắc chắn là gì ạ, bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thế nhưng mà gì ạ, quản trị rủi ro từ đấy bắt đầu mới biết được là gì ạ, copy trade này đặc biệt quan trọng cái vấn đề là stop loss, FL đấy. Đó, đặc biệt là các cái vấn đề về stop loss. Bởi vì cái nguyên tắc của stop loss đó chính là còn tiền thì sẽ làm lại được. Nguyên tắc của stop loss ấy là cái nguyên lý của nó là tiền còn tiền là sẽ làm lại được. Còn tiền sẽ làm lại được. Còn tiền là làm lại. Đây là yếu tố quan trọng nhất. Cái thứ hai, mất tiền. Mất tiền là khó. Đúng không ạ? Mất tiền là mất một cách to quá chẳng hạn, khó. Ví dụ 1.000 mất 700 thì khó có thể lấy lại, nhưng 1.000 mất 200 thì có thể lên lại nha. Do vậy điểm vào rất là quan trọng.
Vậy thì cái ekip của cái copy chain này thực hành ấy, nó chính là thực chất để nó chính là cái quản lý vốn và quản trị rủi ro, quản lý vốn và quản trị rủi ro. Copy chain chính là cái quản lý vốn và quản trị rủi ro. Đó, đó chính là cái bộ phận mà chúng ta cần phải thấy được cái sâu chuỗi lại. Thì từ đó cái copy chain nó luôn luôn đưa ra những cái mô hình quản trị sao cho chúng ta hoàn toàn có thể thấy được cái ekip và cái hệ thống bộ phận nào quan trọng nhất, nó làm có thật hay không hay là ảo. Thứ hai nữa là có khả năng chiến thắng hay không. Và cái này nó phải tồn tại rất lâu thì mới có thể ok, chứ không phải tồn tại một ngày hai ngày là chúng ta nhìn thấy hệ thống copy chain nó thành công đâu. Nó phải tồn tại rất lâu. Nhưng mà do bên GFX đã từng giao dịch tất cả những cái tài khoản lớn rồi và đã tồn tại rồi, bây giờ thì thay đổi chiến thuật là giao dịch các cái tài khoản để cho copy, đúng không ạ? Thì tài khoản 1.000 đô thì giao dịch 0.01 thì an toàn rồi, còn tài khoản 100.000 đô thì đương nhiên giao dịch 0.1, 0.05 trở lên hay là một lốt, đúng không ạ, thì an toàn. Còn đâu tài khoản 1.000 đô thì giao dịch 0.01 thì nó cứ quen đi và quản trị, và chắc chắn là gì ạ, các cái ekip họ phát triển họ sẽ có được cái cách làm. Thì copy chain nó không phải là đơn thuần là một tín hiệu của một cá nhân, đúng không ạ, mà nó đòi hỏi là một sự giằng co, quản trị, giải thích, lý giải. Tất nhiên kết quả đúng là yếu tố số 1. Chúng ta muốn đánh thế nào thì đánh, master này muốn đánh thế nào đánh, miễn là có lãi và ổn định lâu dài. Có lãi nhưng mà nếu trong trường hợp mà không ổn định là cũng toi. Có lãi là phải ổn định, lãi là phải lâu dài. Là mục đích quan trọng nhất của cái hệ thống copy chain này, đó chính là cái vấn đề gì ạ? Lãi nhưng mà phải lâu dài. Đó, đây là yếu tố rất quan trọng của cái việc lãi nhưng mà phải lâu dài. Đấy là những cái quan trọng. Còn nếu mà lãi mà không giữ được cái độ ổn định ấy là cũng bay, là cũng tiêu. Đó. Lãi là đấy, luôn luôn mong muốn là cái tím ngắt của kịch trần. Thì từ đó chúng ta mới thấy được là cái ekip nó rất là quan trọng khi mà nó có những cái sự điều phối, có những cái cách làm mà các cái nhà đầu tư hay là các cái copier giải thích chi tiết, được giải thích chi tiết bởi nhân viên, bởi ekip. Thì trong thời gian vừa qua thì David cũng đã viết rất là nhiều các cái bài viết cũng như là lý giải các cái đầu tư gì kỳ khủng hoảng. Nghề chính của David là nghề quản trị rủi ro, đúng không ạ? Biến tôi từ marketing lên trader cách đây 15 năm. Lên IB, sau đó làm IB, trade chán rồi xong làm IB, gọi introduce broker, giới thiệu khách hàng, sau đó lên đào tạo, hướng dẫn các bạn trade, sau đó là lên quản lý quỹ, và sau đó là bây giờ cuối cùng là quản trị rủi ro. Và làm thế nào để có thể quản trị được nó tốt nhất, làm tốt nhất có thể, thì chắc chắn là lợi nhuận là sẽ đạt. Mà khách hàng chỉ mong gì, bây giờ làm cái gì làm ra được 10% một tháng, 20% một tháng, chả có gì mấy, đúng không ạ? Tuy nhiên là cần phải an toàn, cũng như là cảnh giác với tất cả những cái môn mà đặt ra cái vấn đề là 50% một tháng là cũng xem chừng, 100% một tháng là cũng kinh đấy, 50%, 200% một tháng, đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng ta cần có cái sự đánh giá một cái mức độ, ví dụ ở cái tài khoản này, đúng không ạ, nó rơi vào 30% một tháng, đúng không ạ? Nhưng mà đây chưa đạt được một tháng. Đó, mùng 4 tháng 6. Và nó rất là thú vị. Bởi vì nó làm được thật. Thì GFX cũng luôn luôn phải tìm các cái đội có thể chơi tốt, đúng không ạ? Azura, Hà Nội Trader và các bạn ấy sẽ phải quản trị. Và David sẽ cùng với các bạn để đưa ra những cái cách để quản trị rủi ro. Trong trường hợp mà không quản trị được rủi ro thì chắc chắn là sẽ bung, sẽ phá sản. Về cơ bản là gì ạ? Chúng ta, khách hàng cũng có thể có sự lựa chọn là gì ạ?
ít thôi, 3,5% một tháng thôi, đã quá kinh khủng rồi. Thế nhưng nếu trong trường hợp đấu vào cái copy trade này mà cái master mà tốt, đúng không ạ, master mà tốt thì chắc chắn là gì ạ, sẽ được thậm chí là 30%, thậm chí 100%. Nhưng sự đòi hỏi ở đây nó phải là gì? Sự lâu dài, chứ không phải là đặt 30% một ngày xong ngày mai bay hết là cũng chết. Phải đạt được cái tỷ lệ là gì ạ, tài khoản nghỉ ngơi và có được cái sự an toàn. Và thị trường nó luôn mở, nó luôn lên xuống nhưng phải nghỉ ngơi, đúng không? Ví dụ nghỉ rồi, tài khoản này nghỉ rồi, đúng không? Lãi, đúng không? Ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần là phải nghỉ. Ví dụ quản trị vốn rất là tốt, quản lý vốn rất là tốt. Thế nhưng mà đặc biệt là kỷ luật, đây là cái quan trọng để mà dẫn tới cái ekip copy trade này thành công. Thì hy vọng rằng là cái video này đã giải thích cho quý khách hàng những cái thông tin cơ bản nhất về copy trade, về vận hành của hệ thống copy trade. Thì mọi cái thông tin chi tiết và để tham gia thì mọi người có thể Zalo 0987732228 hoặc là các đường link ở dưới video này. Xin được cảm ơn mọi người về quy trình và vận hành của copy trade. Thank you.